là một trong những món ăn ngon với hương vị đậm đà nhất trong kho tàng ẩm thực Việt Nam. Bún bò Huế rất được ưa chuộng và điều thú vị là món ăn này có thể được ăn vào mỗi buổi trong ngày từ sáng đến chiều tối. Bún bò Huế đã được tổ chức kỷ lục châu Á đưa vào danh sách top 100 món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á. Một tô bún bò Huế ngon sẽ có vị ngọt của nước hầm xương, vị béo của giò heo, có vị cay nồng mang đặc trưng của xứ Huế. Nước hầm xương trong bún bò chứa sả cùng với mắm ruốc, một loại mắm mà chỉ có ở xứ Huế, tạo nên vị ngọt đặc trưng mà không nơi nào có được. Bún bò Huế được du nhập vào Sài Gòn đã được cải biên rất nhiều, không dùng huyết heo, tăng mùi thơm từ sa tế, hạn chế mùi mắm ruốc, làm cho tô bún bò Huế theo hương vị Sài Gòn trở thành món ăn rất ngon và đẳng cấp. Thầy Nguyễn Quốc Y, một phù thủy chế biến các món nước tại Việt Nam, thầy đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy bí quyết nấu món bún bò Huế. Thầy Y đã nấu ra món bún bò Huế ngon vượt bậc về chất lượng, hương vị thơm ngon đặc biệt, tạo đẳng cấp của món ăn. Chị Dung, hiện đang sống tại Thủ Đức, đã tìm đến thầy Y để thọ giáo nghề sản xuất và kinh doanh bún bò Huế. Chị Dung là học trò cũ của thầy Y. Chị đã học bí quyết nấu phở bò từ thầy Y và đã kinh doanh rất thành công. Xin chào cả nhà, tôi tên là Dung. Tôi đến từ Thủ Đức. Trước đây là tôi có học thầy Y một món phở, hiện tại đang kinh doanh ở Thủ Đức. Bây giờ quay lại học tiếp thêm món bún bò để phục vụ với khách. Một ngày cuối tháng 7 2022 thì chị Dung từ Thủ Đức đã tìm đến thầy học cái bí quyết nấu bún bò Huế. Thì chị Dung đã học thầy mấy tháng trước về cái món bí quyết nấu cái phở bò và chị kinh doanh rất thành công. Và chị mong muốn là mở rộng thêm về kinh doanh thì chị muốn học thêm cái món bún bò Huế. Thầy Y đã hướng dẫn trực tiếp chị cách lựa chọn và bảo quản các nguyên liệu như xương bò, thịt bò, bắp bò, bò viên, bún, rau củ để nấu bún bò Huế. Cách hầm xương để nấu nước lèo theo hướng công nghiệp, phương pháp nấu, ướp hương, nêm gia vị, đảm bảo nước lèo trong và giữ được hương vị bún bò Huế thơm ngon đặc trưng. Đặc biệt, thầy Y hướng dẫn cách giảm giá thành tối đa khi hầm xương và nấu nước lèo. Các bí quyết về cách luộc sườn bò, thịt bò, bắp bò, cách làm sa tế ngon đều đã được thầy Y chỉ dẫn rất tỉ mỉ. Thầy Y đã đưa ra công thức nêm nếm gia vị, hương thơm phù hợp với người dân Sài Gòn, hương vị đậm đà cay và thơm ngon. Rồi thầy hướng dẫn về cách luộc thịt ha, từ thịt bò đến luộc cái giò heo ha, cách ướp làm sao cho cái giò heo nó ngon, thơm ngon nhất, vừa chín. Rồi thầy hướng dẫn cái cách thịt cũng như là cách bảo quản ha, các loại nhân trong bún bò Huế. Thầy hướng dẫn về cái quy trình để múc ra những cái tô bún bò Huế. Đó thì cách sắp xếp cái nồi trụng, cái nồi nước lèo trong cái quầy bán hàng. Cách sắp xếp các loại nhân trên cái quầy. Rồi đó, thầy hướng dẫn cái cách múc tô bún làm sao thật nóng ha, từ ra tô cho nóng và đẹp mắt. Cũng như là thầy hướng dẫn luôn cả cái cách làm ra cái những thố đá bún bò Huế, sườn bò thố đá đó, những cái loại bún bò rất là đặc biệt để các bạn có thể kinh doanh mà nhiều lựa chọn, rồi giúp cho các bạn là thu hút được nhiều khách hàng đó. Và cái quy trình đó là thật là gọn nhẹ để thao tác nhanh ha, giảm được nhân công tối đa. Đó là những bí quyết mà thầy hướng dẫn. Trong quá trình thầy dạy thì mình cảm nhận rằng là thầy dạy rất là tốt, tận tâm hướng dẫn cho mình là những cái cách thức nấu, định lượng nguyên liệu nó như thế nào với số lượng lớn, và thầy sẽ hướng dẫn là cái quy trình nấu để mà tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân công, nên mình rất là biết ơn thầy. Những giải pháp của thầy Y giúp cho chị Dung rất tự tin để triển khai mở rộng kinh doanh. Chúng tôi tin rằng món bún bò Huế sẽ nâng tầm và luôn giữ vị trí là món ăn ngon hàng đầu, góp phần tạo nên cơ hội kinh doanh lớn cho người Việt tại Việt Nam và trên toàn thế giới.